Kính thưa cộng đoàn, quý của ông, cụ bà và các bệnh nhân rất thân mến, con xin được đọc cho cộng đoàn nghe một ơn lành hay là một phép lạ Chúa đã ban cho một cha với tựa đề Chúa đã cứu tôi. Vào khoảng 9 giờ tối thứ hai ngày 9 tháng 10 vừa qua, một vụ việc kinh hoàng đã xảy ra ở khu phố Cristo, thị trấn Casillas. Cha Jaro đã bị hai tên cướp tấn công bằng súng khi trên đường chở hai giáo lý viên về nhà của họ sau buổi họp giáo lý. Trong một cuộc đối đầu kinh hoàng, một tên tội phạm đã bắn thẳng vào ngực ngài. Thật là kỳ diệu, cây thánh giá mà cha Gusberti đang đeo trên ngực đã làm trạch hướng một phần viên đạn, chỉ gây ra một vết thương nhẹ ở ngực. Phóng viên cũng đã chụp hình cho chúng ta thấy cây thánh giá bắn thẳng vào ngực thì trúng vào cây thánh giá. Cái thánh giá gãy nhưng mà ngài thì không bị làm sao. Bắn trúng vào ngực đã làm trạch hướng một phần viên đạn, chỉ gây ra một vết thương nhẹ ở ngực của cha. Trong khi phần đế bằng gỗ của cây thánh giá đã bị phá hủy, cây thánh giá bằng kim loại vẫn còn nguyên vẹn. Vì thế cây thánh giá đã trở thành tấm áo giáp cứu mạng sống cho vị linh mục này. Ngay sau khi bị bắn, cha đã được đưa đến bệnh viện chữa trị và băng bó vết thương ở ngực. Theo các bác sĩ, quỹ đạo của viên đạn có thể gây tử vong khi chạm tới một phần tim và phổi. Ngày tối đó, cha xuất viện. Sau khi bình phục, cha Gusberti đã bày tỏ niềm xác tín: tôi đã được tái sinh, Chúa đã cứu tôi. Trong một cuộc phỏng vấn với bản tin đài truyền hình TV, cha Gusberti bày tỏ lòng biết ơn đối với sự bảo vệ của Chúa. Tôi đã được Chúa bảo vệ, đó là sự thật. Cây thánh giá Chúa Kitô đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, và với cây thánh giá Chúa cũng đã cứu mạng sống tôi đêm hôm đó, cha tuyên bố. Ngoài ra, cha Gusberti cũng đã tha thứ cho những kẻ tấn công ngài và cầu nguyện cho họ với mong muốn tình yêu của Chúa chạm lấy họ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, truyền thống đạo đức thì chúng ta hay đeo tượng ảnh, cá nhân con thì đeo chuỗi mân côi, đấy là lòng yêu mến. Và cụ thể trong trường hợp này thì khi mà cha đeo cái thánh giá thì viên đạn trúng thẳng vào cái thánh giá. Thì cái phần gỗ của cái thánh giá nó bị phá hủy. Nhưng mà ngài chỉ là một cái vết thương nhỏ thôi. Thì đây cũng là một cái dấu chỉ cho thấy là Thiên Chúa luôn hiện diện và bảo vệ, chở che những ai đi theo ngài, những ai là môn đệ của ngài. Truyền thống đạo đức thì chúng ta cũng nên đeo thánh giá hay là đeo ảnh Đức Bà, đeo ảnh các thánh. Đây cũng là một cái truyền thống cũng rất là đạo đức cho cuộc sống của chúng ta. Con xin cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn.